Mac One số 1 về Mac. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lily và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mac One Channel. Thì như các bạn cũng biết thì MacBook là một trong những dòng sản phẩm laptop mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Thì hiện tại đây thì mình cũng đang có một chiếc MacBook và tên của nó là MacBook Air phiên bản 2017. Nó sử dụng con chip là Core i5 Broadwell, RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB. Và trong thời điểm hiện tại thì giá của nó đang có mức giá là 17 đến 18 triệu. Như các bạn cũng biết thì trong cái tầm giá này thì chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn và các model khác nhau mà nó có cấu hình mạnh hơn hay có những ưu điểm hơn với sản phẩm này. Thế nhưng mà một cái thực tế rằng là sản phẩm này thì được rất là nhiều người ưa chuộng và đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh sinh viên hay là dân văn phòng. Vậy thì lý do tại sao là như thế thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy cùng mở hộp sản phẩm này nhé. Rồi, như mọi người có thể thấy đây chính là toàn cảnh chiếc MacBook và thực sự đây là lần đầu tiên mình mở nó. Mình không hồi hộp lắm đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở sản phẩm này nhá. Và chiếc hộp rất là vuông vắn. À đây mọi người có thể thấy bên trong nó có một cái lớp xốp rất là nhìn cũng khá là xịn ý. Thì để bảo vệ cho cái phần lap của các bạn không bị xây xước gì cả. Đó, mình sẽ để bên. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc MacBook Air 2017. Đó, rất là mỏng nhẹ, logo hình táo ở giữa. Nhìn chung là mình rất là thích những cái thiết kế của Apple, rất là đơn giản, tinh tế. Chúng ta sẽ để nó sang một bên. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái củ sạc ở đây, MagSafe 2, cùng với đó là dây nối dài. Đó, và chúng ta cũng có thêm một cái chấu trạc như thế này. Và nếu như các bạn không thích sử dụng dây nối dài thì có thể lắp vào đây, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn nhé. Đối với những bạn nào mà không quen sử dụng MacBook. Rồi, chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn. Thực sự là chúng ta cũng không bao giờ đọc sách hướng dẫn đâu, bởi vì nó cũng viết bằng tiếng Anh mà. Nhưng không sao, thì cũng là một cái để tham khảo. Thực ra nếu như mà chúng ta mua một cái hộp nói chung là đầy đủ thì chúng sẽ có một cái logo của táo, nhưng mà mình sử dụng mất rồi, bởi vì đây là hàng line new mà. Các bạn lưu ý là đối với hàng line new thì chúng ta cũng có phụ kiện nhé, đầy đủ tất cả. Đó, hết rồi. Đây là cái hộp ở dưới không thôi đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, chiếc MacBook Air phiên bản 2017. Và thực sự thiết kế của nó rất là đẹp các bạn ạ. Nó vượt trội hẳn so với chiếc laptop mình đang sử dụng hiện tại. Thì mọi người cũng thấy là một trong những lý do đầu tiên mà lứa tuổi học sinh sinh viên hay là dân văn phòng rất là ưa chuộng con này, đó là về thiết kế của nó. Thì mọi người cũng thấy là MacBook thì nó một cái thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, tinh tế, sang trọng, bởi vì là Apple thì đã tối giản rất là nhiều chi tiết để tạo nên một cái vẻ rất là hoàn thiện. Và cái điều thứ hai làm nên cái sự sang trọng tinh tế đấy chính là về chất liệu của nó. Sản phẩm này thì nó có hoàn toàn là bằng kim loại nguyên khối. Mọi người cũng đã biết là trong cái tầm giá 18 triệu thì hầu như các sản phẩm laptop chạy Win khác thì đều có cái chất liệu là bằng nhựa, bởi vì nó đã quá tập trung vào phần cấu hình rồi. Thế nhưng chiếc sản phẩm này thì nó được làm hoàn toàn bằng kim loại nguyên khối. Thì mọi người cũng biết là nhựa rơi thì sẽ bị vỡ rất là xấu, thế nhưng mà kim loại rơi thì chỉ bị móp mà thôi. Và nhiều người cũng sẽ bảo là đối với cái tầm 18 triệu thì chúng tôi sẽ vẫn có những cái sản phẩm mà được thiết kế kim loại nguyên khối, thì tại sao không sử dụng những sản phẩm như thế. Và đây cũng là lý do thứ hai mà mình muốn chia sẻ tại sao dân phòng rất là thích MacBook, bởi vì nó có thiết kế rất là mỏng nhẹ. Mọi người cũng thấy là những cái sản phẩm laptop khác, ví dụ như chiếc laptop mình đang sử dụng hiện tại, thì mặc dù nó cũng có cái thiết kế kim loại nguyên khối thế nhưng mà rất là khó di chuyển bởi vì nó khá là nặng. Thế nhưng đối với sản phẩm này thì nó vừa có cái kim loại nguyên khối sang trọng, lại vừa có cái thiết kế mỏng nhẹ rất là tinh tế, rất là hợp thời trang, và đặc biệt là với chị em dân văn phòng ấy, mang vác cái này cũng khá là dễ và cũng rất là thời trang, rất là đẹp nữa. Đấy là lý do thứ hai tại sao mà dân phòng cực kỳ ưa chuộng sản phẩm này. Cái lý do thứ ba đó là về thời lượng pin. Thì theo nhà sản xuất công bố thì chiếc máy này có thể trụ được thời gian là 12 tiếng. Và mình cũng đã có một ngày mình trải nghiệm thử. Mình sạc pin trước nhà này, thế đấy là trong cái điều kiện văn phòng thì mình mở độ sáng là 60%. Thì sử dụng từ 8 giờ sáng cho đến tầm khoảng 6 giờ tối thì bạn mới phải cầm cắm sạc. Tức là nó sẽ rơi vào khoảng, chúng ta sẽ sử dụng được khoảng 10 tiếng nhá. Đối với các loại máy khác thì các bạn sẽ chỉ trụ được khoảng từ 5 đến 6 tiếng thì các bạn đã phải cắm sạc rồi. Tức là như vậy sản phẩm này đã trụ được khoảng gấp đôi thời lượng mà chúng ta không cần phải sử dụng sạc. Với cái laptop mình đang sử dụng hiện tại thì ví dụ mình sử dụng từ 8 giờ sáng này thì trưa thì mình đã phải cắm sạc rồi. Hay là ví dụ mình đi ra quán cà phê hay là đi đâu đấy với bạn bè, đối với laptop thông thường thì chúng ta sẽ phải mang sạc đi thì rất là bất tiện. Chưa kể những cái nơi mà bạn đi lại không có ổ cắm nữa thì thực sự đấy là một cái thảm họa luôn. Thế nhưng đối với sản phẩm này thì các bạn sử dụng thoải mái liên tục trong vòng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, khoảng 10 tiếng thì không sử dụng sạc thì đây là một cái ưu điểm cực kỳ vượt trội luôn. Thực sự khi mà nhắc đến MacBook nói riêng hay các sản phẩm của Apple nói chung thì đều rất là đắt. Thế nhưng đắt sắt ra miếng. Nếu như các bạn sử dụng các sản phẩm của các hãng khác chạy win thì thông thường các bạn sẽ phải bỏ tiền mua các bản cập nhật. Thì một số bạn cũng sẽ nói rằng là mình dùng win lậu hay thế nào đấy sẽ không phải mất tiền. Thế nhưng trong tương lai, giả sử như các nhà sản xuất sẽ đưa ra những cái bản cập nhật mới hơn, cao cấp hơn thì các bạn sẽ vẫn phải bỏ tiền ra để mua. Thế nhưng đối với các sản phẩm của Apple thì đây là một điểm mình rất là thích này. Khi mà bạn mua máy nhá, bạn đã mua luôn cái hệ điều hành rồi thì trong tương lai nó có cập nhật đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tự cập nhật cho các bạn và các bạn sẽ không phải bỏ tiền ra để mua. Và đây là một cái điểm mà nó rất là mình nghĩ là nó sẽ tạo được cái sự ổn định cho người dùng, và đây là một cái điểm mình rất là thích và nó khá là phù hợp đối với những cái đối tượng dân văn phòng hay sinh viên. Bộ lý do vừa rồi thì mình chia sẻ thì mình đã so sánh với sản phẩm này đối với các dòng laptop chạy win khác. Nếu như chúng ta so sánh sản phẩm này đối với chiếc MacBook khác của Apple thì sao? Với MacBook thì chúng ta sẽ có 3 loại là MacBook Pro, MacBook Air và MacBook 12 inch. Thì nếu mà so sánh sản phẩm MacBook Air đối với sản phẩm MacBook 12 inch thì mọi người có thể thấy là mặc dù con này nó không nhỏ gọn bằng này, không mỏng bằng và màn hình của nó cũng không nét bằng nữa. Thế nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả cổng sạc, bởi vì mọi người cũng biết là MacBook 12 nó chỉ có 2 cái cổng duy nhất là USB Type C và cổng 3.5mm thôi. Thế nhưng mà đối với chiếc sản phẩm này thì mọi người có thấy nhá là đầy đủ tất cả các cổng luôn và rất là phù hợp với dân văn phòng. Và hơn nữa, con này thì cấu hình cũng mạnh hơn này và giá của nó cũng rẻ hơn những 2 triệu cơ. Và quá phù hợp với dân văn phòng luôn. Đối với chiếc MacBook Pro thì mình thấy thực sự là MacBook Pro thì nó không phù hợp với dân văn phòng cho lắm. Tại sao là như vậy? Bởi vì thứ nhất là giá nó cao hơn nhá. Cái thứ hai đấy là cấu hình cũng mạnh, thế nhưng mà không thực sự quá cần thiết với đối tượng là dân văn phòng. Và nó cũng nặng và không mỏng nhẹ bằng con này nữa. Và đó chính là lý do tại sao mình thấy chiếc MacBook này nó có đầy đủ các yếu tố để phù hợp nhất đối với đối tượng là học sinh sinh viên hay là dân văn phòng. Như vậy là mình đã mở hộp và chia sẻ những lý do tại sao chiếc MacBook Air phiên bản 2017 này lại phù hợp với đối tượng là học sinh sinh viên và dân văn phòng đến như vậy. Thì không biết là các bạn có đang sử dụng một chiếc MacBook Air như thế này không? Thì có thể chia sẻ ở phần bên dưới comment. Và nếu như các bạn đang mong muốn mua một chiếc MacBook thì đừng quên là có thể đến cửa hiệu của Mac One để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì video đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Mac One. Và nhớ là hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.